Đội biên phòng đảo Trần, huyện Cô Tô, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện 15.000 con gà giống, khoảng 4.400 trứng dịch chưa rõ nguồn gốc trên một xuồng cao tốc. Đội biên phòng đảo Trần đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đã phát hiện một xuồng cao tốc vỏ composite không bị kiểm soát đang hành trình từ vùng biển Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái hướng về vùng biển Cô Tô. Đội tuần tra kiểm soát đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 3 người, vận chuyển 148 cây gà con loại 2 đến 3 ngày tuổi, hơn 15.000 con, 110 con trên một cây và 40 cây trứng dịch lộn, khoảng 4.400 trứng, từ 100 đến 110 trứng trên một cây. Thuyền trưởng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng.